Em Tuấn xin chào tất cả các bác. Hiện tại bây giờ đang là 10 giờ tối ngày 24 tháng 9 năm 2023. Hôm nay em về được 6 chiếc xe các bác nhá, 6 chiếc xe, nhưng mà do cái chiếc ô tô này chở nó không được nhiều hàng nên là em đã bỏ hết vỏ thùng ra rồi và em chỉ lấy mỗi xe không thôi. Đấy, vỏ thùng thì em đã vứt ở trên kho ở trên Hà Nội rồi. Thì hôm nay em sẽ bóc bóc từng chiếc một ra để xem nó là chiếc xe gì, và cũng báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo các bác nhé. Và những chiếc xe này thì em sẽ làm những cái video riêng để quay chi tiết từng chiếc một để xem là nó xấu nó đẹp ở chỗ nào thì em sẽ quay chi tiết sau. Đây em có một chiếc BNC này. Chiếc này là BNC Commandant Sport thì phải. Và chiếc này thì màu sắc khá là hiếm các bạn. Lần đầu tiên em mua được một chiếc BNC này. Nó là màu trắng phối với cái màu vàng chanh, rất là đẹp, rất là hiếm. BNC thì thường hay sử dụng là những chiếc mà màu xanh truyền thống, xanh ngọc truyền thống của BNC. Nhưng chiếc này màu sắc của nó là khá đặc biệt, một bản rất là hiếm. Đây là vành bánh trước các bác nhé, vành bánh trước này. Lốp thì còn mới tinh luôn. Em sẽ bóc ra để cho các bác cùng cùng quan sát. Chiếc này thì màu thực sự là quá là hiếm luôn các bạn. Em sẽ chỉ bóc qua thôi. Còn video ngày hôm nay là em chỉ gọi là khui hàng thôi chứ không phải là video bán hàng các bác nhé. Em bán chiếc nào thì em sẽ phải quay video chi tiết từng bộ phận một để xem là nó có xấu hay là nó có xước sát ở chỗ nào để báo rõ ràng cho các bác. Đây là gióng chéo các bác này. BNC. Đây là dòng Camelon Sport. Chiếc này màu sắc thực sự là quá là hiếm. Đó, gióng chéo đây các bác nhé. Còn tương đối là mới. Chiếc này tầm giá khoảng dưới 16 triệu các bạn, dưới 16 triệu cho một chiếc xe BNC. Những cái họa tiết sơn màu vàng này và những cái dây dây phanh, dây đè các thứ là nó cũng phối cùng màu với màu sơn của chiếc xe luôn. Đây là những cái nút để chống va quẹt với phần khung sườn. Thực sự là để video nó bóc thì nó cũng hơi mất thời gian nên là em chỉ khui qua thôi. Còn em bán chiếc nào thì em sẽ quay chi tiết video từng chiếc một để cho các bác cùng theo dõi. Con này là sử dụng full là khung càng là hợp kim nhôm siêu nhẹ các bác nhé. Càng trước cũng là hợp kim nhôm, alumin. Đấy. Rất là mới. Em sẽ đo cái size của chiếc này. Chiếc này có size đứng là 47 ạ. Đấy, chiếc này là size 47 các bác nhé. Size của chiếc thì sẽ căn cứ theo cái gióng đứng của xe. Và gióng ngang của chiếc này là 50. 51 ạ, 51. Đứng 47 ngang 51. Đây, size thì sẽ được dán ở phần dưới gầm của xe. Số khung các thứ là đầy đủ. Hiện nay trên thị trường thì những cái dòng BNC này xe nhái, xe fake, gọi là hàng copy rất là nhiều. Nên là các bác mua hàng thì nên chọn một cái địa chỉ mà người ta bán hàng uy tín một chút. Em sẽ để riêng ra. Em quay chi tiết chỗ này. Chỗ này đã sẵn chân trống rồi. Chân trống màu trắng luôn. Check carbon. Đây có một chiếc check carbon các bác nhé. Chiếc này giá khoảng 20 hơn 20 triệu. Con này chạy với bộ group là 105 5.700 các bạn, 5.700. Cùi đè 5.700 này. Đùi đĩa Shimano.
giấy tờ mua bán của xe ở bên Nhật đây các bác nhé. Đây là giấy tờ của xe. Check Maron 4.5. Con này là sườn carbon, khung sườn carbon ạ. Sẽ bóc cho các bác xem cái phần sườn của chiếc này, xem là nó có bị xước sát gì không. Con này phối cái màu sơn là màu trắng ngọc trai và những họa tiết màu xanh, cũng như là những cái đường chỉ màu vàng. Yên của xe này, yên xe và cọc yên đã được tháo rời ra rồi các bác nhé. Những chiếc xe này thì em sẽ lắp ráp sau và lên sóng để quay chi tiết cho các bác sau. Đây là em chỉ báo những cái mặt hàng mà em đã về thôi. Còn về chi tiết xe thì sẽ phải quay chi tiết từng chiếc một, chứ không thể cứ bóc ra thế này là bán được đâu. Đấy, màu trắng ngọc trai, phản quang như đấy. Màu sơn khá là đẹp và chiếc này còn tương đối là mới các bạn. Các bạn nhìn đĩa này, đĩa gần như là mới tinh luôn. Chiếc này có size đứng là 45 và giống ngang là 48, siêu nhỏ luôn, size rất là nhỏ. Vành là vành Bonchaker các bác nhé. Tiếp theo đây em cũng có một chiếc này là chiếc gian. Con này thì giá chắc là rẻ thôi. Con này giá trên 10 triệu một chút các bác nhé. Hàng đấu giá, hàng xách tay nhưng mà giá cũng rất là hợp lý. Chỉ hơn tiền những chiếc xe bãi một chút thôi, nhưng mà các bác đã sở hữu cho mình một chiếc xe hình thức còn đẹp và chất lượng thì còn tốt. Hàng xách tay thì em bên kia em trai em đóng gói về thì tương đối là cẩn thận, nên là nó cũng vẫn giữ được một cái hình thức tốt nhất cho tới tay các bác. Đấy, đây là con gian màu xám lông chuột ạ. Màu xám lông chuột. Và con này em sẽ đo cái size để cho các bác cùng theo dõi. Con này đứng của nó là 47 và ngang là 51. Màu xám lông chuột, bác nào mà yêu thích cái màu này thì em sẽ làm một cái video riêng để quay giới thiệu đến các bác. Dàn ép kép R3. Dàn escape. Ba chiếc rồi. Còn ba chiếc nữa. Đây là một chiếc Weir
Con này là sườn nhôm. Sườn nhôm và càng là càng carbon ạ. Em quay video là để thông báo, cũng tiện là thông báo cho những cái bác mà đã đặt xe của em ấy, nhưng mà nhiều khi là em cũng quên. Các bác hỏi đặt xe nhưng mà em cũng quên là bác nào thì các bác nhắn lại cho em. Con này là càng trước carbon này các bác này. Càng carbon, Whittier. Và sườn là sườn nhôm. Phối màu là đỏ trắng đen các bác nhé. Con này chạy 105 5700. Đỏ trắng đen. Em sẽ đo cái size. Con này đứng là 48. Đứng 48 và ngang là cũng là 48 luôn. Đo size đứng là em đã sẽ đo đến khóa cọc yên các bác nhé. Đứng 48, ngang 48. Con này chạy 105 5700. Đấy, full 5700 luôn. Trong này còn hai chiếc nữa. Chiếc này hôm trước thì em cũng có đăng lên Zalo rồi và có bác cũng hỏi rồi nhưng mà em cũng quên là bác nào rồi. Bác có xem được video thì bác nhắn lại cho em coi nhé. Chiếc này là Ridley, à xin lỗi các bác, đây là chiếc Ridway. Con này thì còn rất là đẹp luôn. Mới phải đến tầm 98-99%. Màu sắc cũng rất là đặc biệt. Ridway, một thương hiệu nội địa của Nhật. Yên da các bác nhé. Đây là vành trước này, bánh trước này. Bánh trước niềng nhôm, cam lốc. Yên da này. Đấy. Bóc luôn cái yên này ra để cho bác xem. Màu sắc quá tuyệt vời. Đồ Shimano màu bạc. Yên đây các bác này. Đấy. Yên da này. Quá chất luôn. Và đây là pedal kèm theo xe. Trước này thì em sẽ đo size. Đứng của nó là 50, đứng 50. Đứng 50 và ngang 52 các bác nhé. Màu sắc quá tuyệt vời. Đấy, chiếc này rất là mới. Mới tầm 98-99% ấy. Ridway, một thương hiệu nội địa của Japan. Đấy, sẵn chuông này. Đây là chuông kèm theo xe gắn gắn liền vào cái phần đầu xe các bác nhé. Đấy. Và còn một con cuối nữa, xem là con gì. Con này là con Specialized. Specialized Ruby ạ. Size siêu nhỏ luôn. Con này size rất nhỏ. Con này đứng của nó là 40 các bác nhé. Đứng 40 là cho tới đỉnh của khóa yên. Và ngang của nó là 49. Size nhỏ lắm. Yên xe này, yên xe và phụ kiện kèm theo này. Cọc yên.
Con này màu sơn là màu trắng các bác nhé. Đây, Space Line. Sơn quá tuyệt vời, quá đẹp. Bóc cái càng trước ra. Đấy. Càng có giảm chấn luôn này. Giảm chấn trước sau, càng sau cũng có giảm chấn các bác nhé. Đùi đĩa Vera. Size nhà xuất là size 48, sản xuất tại Taiwan, made in Taiwan. Hôm nay em về được 6 chiếc và em sẽ lên video từng chiếc một để cho các bác cùng theo dõi. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh Tuấn HD Xe Đạp Thể Thao để có thể cập nhật sớm nhất những cái chiếc xe mà em sẽ đăng lên từ tới này các bác nhé. Video thì em xin phép được kết thúc tại đây. Chúc các bác một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào tất cả mọi người.